Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn đó là một cái khu gọi là khu trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu. Thì đây chính là cửa khẩu mà để người Việt Nam sang bên Trung Quốc cũng như là người Trung Quốc sang Việt Nam thông qua cái cửa khẩu này. Tuy nhiên thì ngày trước thì ở đây cái khu này rất là nhộn nhịp này, rất là đông. Có nghĩa là đông, cửu vạn cũng đông này, và khách du lịch qua lại cũng đông, và tất cả mọi thứ đều đông. Tuy nhiên là từ cái năm dịch vào cái cuối 2019, đầu năm 2020 thì là xin lỗi các bạn. Đúng rồi ạ, từ cuối 2019 đầu năm 2020 thì là một cái dịch Covid của Trung Quốc bùng nổ, và từ đấy đến năm nay, gần 2 năm nay thì là khu này nó đóng cửa khẩu và mọi thứ nó trở nên rất là vắng vẻ. Các bạn có thể nhìn thấy không? Xung quanh không hề có một người nào. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây cửa khẩu đây. Các bạn có nhìn thấy rõ chữ cửa khẩu không? Xung quanh không hề có một ai luôn. Đó. Bạn thấy không? Đấy, đây bên này là khu dân cư là của Việt Nam này. Còn đi qua cái cửa khẩu kia thì sẽ là của Trung Quốc, đúng không ạ? Cửa khẩu Trung Quốc là bên Trung Quốc, nói chung là nó rất là vắng, không có người. Đây mình sẽ quay cho bạn xem. Không có ai cả. Đó. Nó rất là vắng vẻ luôn. Là vắng nhé. Đấy, không có ai luôn. Đấy, bình thường là ở đây nó rất là đông đúc luôn các bạn ạ. Đây mình sẽ đi ra đây cho các bạn xem này, cho các bạn xem tiếp vào cái khu này. Bên đi qua cái hàng rào này bên kia chính là gì, là Trung Quốc các bạn nhé, là đất nước Trung Quốc hay là hà khẩu cửa khẩu đấy ạ. À, các bạn thấy không? Mình sẽ quay cho bạn xem. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, bên kia chính là gì, cửa khẩu. Đây cái nhà cao cao kia là cửa khẩu nhá. Đó, còn bên này là cửa khẩu của Trung Quốc. Đấy. Ở đây đây, rất là vắng vẻ. Bình thường như trước kia thì cái khu này nó phải là đông đến nỗi mà phải xếp hàng luôn đấy các bạn ạ. Xếp hàng từng người qua lại, từng người đi ấy, chứ không phải là vắng như này đâu. Ngày trước thì là đi muốn đi qua đây là phải xếp hàng dài. Có hôm á, những hôm nào mà cuối tuần ấy, thì thậm chí là còn phải xếp hàng cây số mới đến lượt để đi qua. Bên kia là Trung Quốc nhá. Đấy, chỉ cần qua mỗi một cái hàng rào kia là đã là chuẩn bị sang, qua một cái cây cầu là đã là chuẩn bị đến là cái địa phận của Trung Quốc rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Các bạn thấy không? Khách sạn này. Đây, đây, đây qua Trung Quốc cửa khẩu này. Đây. Đây này là khu này, bên này là Việt Nam. Việt Nam. Rất là ngon nhá. Xin lỗi các bạn, rất là đấy. Mình quay cho bạn xem, mình muốn quay cho bạn xem cái gì ở đây, là cái khu vực cửa khẩu. Đấy, có thấy không? Đấy, rất là vắng luôn. Đấy, có ngọn lá cờ này. Buổi tối thì ở đây bật đèn rất là đẹp các bạn nhé. Buổi tối bật đèn, nó bật đèn lên nhìn rừng bảy sắc cầu vồng rất là đẹp. Đấy, thì là mình sẽ quay, nếu mà đến buổi tối mình sẽ quay cho bạn xem cái cảnh buổi tối toàn bộ nó hiện, đó là đèn led các bạn ạ, đèn led hiện rất là đẹp. Đó, đây là ban ngày thì hoàn toàn là không có ai. Đấy, hình như vẫn là có 1 đến 2 người ngồi trực ở trong bên, 1 đến 2 người ngồi trực ở bên trong thôi, nhưng mà công việc nó cũng chả có cái gì cả. Bởi vì vốn dĩ là nó không có người ấy các bạn. Đó, các bạn thấy không?
Trước cửa hàng có hai ba bốn một hàng cau. Cau hay là cọ thì đấy mình cũng không rõ, cau thì phải. Trồng rất là hài hò, có đấy không? Đây là cái cửa khẩu, trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đấy, bên kia là có một cái cây cầu, là chính là giữa Lào Cai và Hà Khẩu, thì nó được gì ạ? Được cách bởi một cái gì ạ? Một con sông, một cây cầu. Đấy, bên này là Lào Cai Việt Nam, bên kia là Hà Khẩu của Trung Quốc. Các bạn thấy không? Đây là ban ngày vắng vẻ như này, buổi tối nó cũng vắng như này nhưng nó có đèn. Nếu mà có cơ hội, có dịp thì mình sẽ quay cho bạn xem cái khung cảnh cái cửa khẩu này buổi tối, đèn nhấp nháy rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Khung cảnh rất là vắng này, chả có ai cả, không có ai ở đây luôn. Rất là vắng luôn. Đó. Đây là cửa khẩu quốc tế nhá. Có nghĩa là mọi người bình thường là những người nào khách du lịch hoặc là có thẻ, từ ngày xưa có thẻ thì các bạn có thể đi qua ở đây thì nó sẽ đỡ đông hơn, nó đỡ phải xếp hàng hơn, nó trong này nó có sảnh, có điều hòa mát. Đấy, dễ dàng. Còn nếu như bình thường là các bạn sẽ phải, nếu mà không có thẻ mà chỉ có sổ thông hành thôi, các bạn sẽ phải xếp ở cái chỗ kia kìa. Các bạn nhìn kia kìa. Đó. Nó có cái tòa tòa cái kìa, các bạn sẽ phải xếp vào đấy. Đó. Rất là chật chội đông. Rồi thì cứu vạn hồng cái đoạn kia thì sẽ là phải cứu vạn, là sẽ đi qua đấy, không ngờ là sẽ không đi qua. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy không? Ở đây thì thỉnh thoảng chỉ có một hai người dân họ đến. Bởi vì sân ở đây họ rộng ấy, họ đến này họ chiều chiều có thanh niên, đám thanh niên là đến họ ngồi chơi thôi. Đó, còn đây là ngoài ra thì không có ai cả. Đây có một vài người, có em bé đến đây để đi đạp xe các thứ đó. Bởi vì ở đây rộng không có người ấy thì sẽ không 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 không, không ấy gì cả. Bạn thấy không ạ? Đó. Chỉ có một hai người dân họ đến, họ đưa con họ đến chơi thôi nhá. Đấy, nếu mà có dịp ý thì mình buổi tối mình sẽ quay cho bạn cái khung cảnh buổi tối ở đây, màu ánh đèn rất là sặc sỡ, rất là đẹp luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, không có ai luôn, vắng tanh luôn. Đấy. Đấy, clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip lần sau nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.